Thưa quý vị, Tổ chức Theo dõi Nhân quyền vào ngày 4 tháng 10 ra thông cáo kêu gọi chính quyền Việt Nam hủy bỏ mọi cáo buộc có động cơ chính trị và trả tự do ngay lập tức vô điều kiện đối với 5 nhà hoạt động thuộc một nhóm chính trị thách thức quyền cai trị độc tôn của Đảng Cộng sản Việt Nam. Theo kế hoạch, vào ngày mai 5 tháng 10, Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh sẽ đưa ra xét xử 5 người, gồm các ông Lưu Văn Vịnh, Nguyễn Văn Đức Độ, Từ Công Nghĩa, Nguyễn Quốc Hoàng và ông Phan Trung, tức sư thầy Thích Nhật Hòa, với cáo buộc hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân theo Điều 79 hình sự cũ năm 1999. Trong thông cáo, ông Phil Robertson, Phó Giám đốc Ban Á Châu của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền nêu rõ, việc truy tố 5 người cho thấy không hề có dấu hiệu chấm dứt tình trạng chính quyền đàn áp các tiếng nói kêu gọi đa nguyên chính trị, dân chủ hay tôn trọng nhân quyền. Và thực tế là những người cầm quyền ở Việt Nam đặt lợi ích của Đảng Cộng sản cao hơn tất cả, hơn cả luật pháp, hiến pháp và nhân dân. Bà Lê Thị Thập, vợ của ông Lưu Văn Vịnh, người sáng lập Tổ chức Liên minh Dân tộc Việt Nam Tự Quyết, chiều ngày 4 tháng 10 nói với Đài Á Châu Tự Do rằng bà không nhận được giấy triệu tập để tham dự phiên tòa. Hôm có đến tòa hỏi thì cô thư ký có nói là cứ nộp đơn rồi cô nhận xong rồi đến mai là mình đến thì cầm theo giấy chứng minh thư của mình đi là sẽ được vào. Cái hôm 20 tháng 9 thì tinh thần của anh thì vẫn bình thường và sức khỏe anh cũng vẫn khỏe. Thì anh cũng chỉ cười, anh bảo thì chắc là phiên tòa của anh cũng giống như những phiên tòa khác như các anh em khác thôi. Ông Lưu Văn Vịnh, năm nay 51 tuổi, thường xuyên tham gia các hoạt động biểu tình chống Trung Quốc và bảo vệ môi trường ở thành phố Sài Gòn. Ông cũng tham dự các cuộc gặp mặt với những nhà hoạt động khác để thảo luận về các vấn đề nhân quyền. Hồi tháng 7 năm 2016, ông Lưu Văn Vịnh tuyên bố thành lập Liên minh. Lời tuyên bố nêu rõ rằng các đảng phái chính trị và các nhóm xã hội dân sự trong và ngoài nước cần liên kết lại để tạo đối trọng với các quan điểm của Đảng Cộng sản. Tháng 5 năm 2018, nhóm công tác về bắt giữ tùy tiện của Liên Hiệp Quốc công bố ý kiến rằng vụ bắt giữ Lưu Văn Vịnh là tùy tiện. Văn bản nêu rõ xét mọi yếu tố liên quan đến vụ việc này, nhất là nguy cơ tổn hại sức khỏe của ông Vịnh. Cách giải quyết thích hợp là phóng thích ông Vịnh ngay lập tức và trao cho ông quyền được bảo đảm đền bù và các hình thức bồi thường khác phù hợp với luật pháp quốc tế. Cũng tin liên quan tình hình đàn áp những thành phần hoạt động ở Việt Nam thì theo tổ chức Project 88 thì vào đầu tháng 9 vừa qua, An ninh thành phố Hồ Chí Minh đã tiến hành bắt giữ 9 người gồm Ngô Văn Dũng, tức là Facebooker Ngô Văn Dũng, Đoàn Thị Hồng, Facebooker Xuân Hồng, Đỗ Thế Hòa, Facebooker Bang Lĩnh, Trần Hoàng Lan, Facebooker Trần Hoàng Lan, Hùng Hưng, Facebooker Hùng Hưng, cũng như là Hồ Văn Cương, Facebooker là Hồ Văn Văn Cương Hồ, cũng như là Trần Phương hoặc là Phạm Thảo và Huỳnh Trương Ca. Vào ngày 4 tháng 10, Đài Á Châu Tự Do liên lạc với phu nhân của ông Ngô Văn Dũng là bà Kim Nga và được bà cập nhật thông tin về người chồng mà theo bà đang bị giam giữ ở số 4 Phan Đăng Lưu, thành phố Hồ Chí Minh. Theo bà này thì gia đình chỉ được gửi quà và tiền vào chứ chưa được gặp mặt. Vào sáng ngày 4 tháng 10, có hai người xưng danh là công an Đắk Lắk đến gặp bà. Một người cho biết có thân nhân bị bắt vào ngày 1 tháng 9 và người bị bắt có tên Hoàng Thị Thu Vang cũng cho Đài Á Châu Tự Do biết dù người em bị bắt từ ngày 1 tháng 9 đến ngày 3 tháng 10, cơ quan chức năng mới đưa giấy thông báo về cho gia đình. Thông tin ghi nhận được cho thấy kể từ sau Đại hội Đảng Cộng sản lần thứ 12 vào đầu năm 2016 thì Việt Nam đã tăng cường đàn áp những tiếng nói đối lập. Chỉ riêng năm 2018, từ tháng Giêng cho đến nay thì có ít nhất là 50 nhà hoạt động bị kết án tù. Biện pháp đàn áp được nói là nhằm mục tiêu rõ ràng là cắt đứt mọi liên hệ giữa những nhóm chính trị đang manh nha xuất hiện cũng như là giữa những tổ chức ra đời nhằm thách thức sự cai trị độc tôn của Đảng Cộng sản Việt Nam.